Kính thưa Chủ tịch đoàn, kính thưa tất cả quý đồng nghiệp, thì sau đây tôi xin trình bày phần chẩn đoán nhiễm Candida xâm lấn. Thì phần trình bày của tôi gồm có 3 phần. Thứ nhất là đại cương về nhiễm nấm xâm lấn. Cái thứ hai là các yếu tố giúp chúng ta chẩn đoán nhiễm Candida xâm lấn gồm các yếu tố nguy cơ, các biểu hiện lâm sàng, các xét nghiệm cận lâm sàng và cuối cùng là kết luận. Thì nhiễm Candida xâm lấn nó bao gồm nhiễm Candida máu và nhiễm Candida mô sâu. Thì nhiễm Candida mô sâu nó có thể do Candida nó đến từ đường máu hoặc Candida nó xâm lấn vào những vị trí vô trùng, ví dụ như một bệnh lý ở trong ổ bụng, nó Candida nó đi vào trong trong ổ bụng và nó gây ra nhiễm Candida xâm lấn mô sâu. Thì chúng ta thấy là tử vong của nhiễm Candida xâm lấn nó vào khoảng chừng 40%. Thì theo các dự đoán về dịch tễ học thì hàng năm thì trên thế giới có vào khoảng 250.000 người bị nhiễm Candida xâm lấn và khoảng 50.000 người chết vì nhiễm Candida xâm lấn. Thì cái tỷ lệ mà nhiễm Candida máu nó từ 2 đến 14 trường hợp trên 100.000 dân. Thì cái dữ liệu dịch tễ học về Candida xâm lấn ở Việt Nam chúng ta chưa có, do cái việc chẩn đoán xác định Candida chúng ta chưa có. Tuy nhiên tại Mỹ thì đây là cái tác nhân gây nhiễm trùng máu đứng hàng thứ tư ở bệnh nhân ICU và đứng hàng thứ 7 đến hàng thứ 10 ở bệnh nhân nằm viện. Thì về phân bố chủng Candida, thì trong một nghiên cứu chúng tôi có tham gia thực hiện vào năm 2012 đến 2014, thì cho thấy là gì, ở tại Việt Nam với 4 bệnh viện, đó là Bạch Mai, Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Chợ Rẫy, thì chúng tôi thu thập được 153 mẫu có cái máu dương tính với Candida. Thì trong đó chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà Tropicalis chúng ta nó tương đương với lại Candida nó vào khoảng 39%, và cái nhóm Candida mà nó đứng hàng thứ hai gây nhiễm Candida máu đó là Paracelsus rồi tới cái Labrata. Thì bên cạnh chúng ta như là Thái Lan thì chúng ta thấy là Tropicalis nó là tác nhân gây bệnh hàng đầu, nó còn cao hơn cả Candida albicans. Còn Singapore, một quốc gia trong vùng, tuy nhiên có cái mức sống cao hơn, thì chúng ta thấy là hàng đầu đó là Candida albicans, rồi đứng hàng thứ hai đó là Candida plantata, rồi mới tới Tropicalis và Paracelsus. Thì chúng ta thấy là cái phân bố chủng Candida nó sẽ thay đổi theo cái thời gian dự phòng và thuốc kháng nấm dự phòng. Thì một nghiên cứu tại Đan Mạch, người ta thấy là nếu như không có dự phòng thì Candida albicans chiếm tỷ lệ hàng đầu tới trên 50% và đứng hàng thứ hai đó là Plantata. Khi mà dự phòng nấm dưới 7 ngày thì chúng ta thấy có thay đổi chút đỉnh, cái tỷ lệ Candida Plantata thấp hơn và gia tăng cái tỷ lệ Candida Brucei. Tuy nhiên nếu cái dự phòng kháng nấm mà trên 7 ngày thì ở đây chúng ta thấy là tỷ lệ Candida albicans giảm hẳn, tỷ lệ Candida plantata tăng lên, và quan trọng nhất là Candida rosei nó chiếm tỷ lệ gần bằng với lại Candida albicans. Còn một cái nghiên cứu khác tại Pháp cho thấy là nếu chúng ta sử dụng dự phòng kháng nấm bằng những loại khác nhau sẽ thay đổi cái phân bố chủng Candida. Thì ở Pháp thì cái nấm hàng đầu nó vẫn là Candida albicans. Tuy nhiên nếu dự phòng bằng cái fluconazole thì chúng ta thấy là Candida albicans giảm và cái tỷ lệ Candida plantata gia tăng lên, cái tỷ lệ Candida rosei cũng tăng lên. Và nếu sử dụng carbapenem thì chúng ta thấy sự thay đổi rất là rõ rệt, với Candida albicans chiếm tỷ lệ chưa tới 1/4, trong khi đó cái Candida plantata gia tăng, và đặc biệt là Candida paracelsus có thể là nguyên nhân hàng đầu đối với những trường hợp mà chúng ta đã dự phòng bằng carbapenem. Thì chẩn đoán nhiễm Candida xâm lấn nó sẽ dựa vào 3 yếu tố. Thứ nhất là yếu tố nguy cơ, cái thứ hai là biểu hiện lâm sàng, và thứ ba là xét nghiệm cận lâm sàng. Về yếu tố nguy cơ thì chúng ta thấy ngoài những yếu tố nguy cơ giống như những trường hợp nhiễm Aspergillus, ví dụ như là bệnh nhân có bệnh máu ác tính, ghép tạng đặc, u tạng độc, hoặc là những bệnh nhân hóa trị ung thư, thì chúng ta thấy là gì, những cái yếu tố nguy cơ của nhiễm Candida xâm lấn nó tập trung phần lớn ở những bệnh nhân ICU và những bệnh nhân có bệnh lý ở bụng như là phẫu thuật bụng, hoặc là những bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Thì chúng ta thấy bệnh nhân ICU nó có rất nhiều yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như là sử dụng catheter tĩnh mạch, bệnh nhân được dùng kháng sinh phổ rộng, bệnh nhân được dinh dưỡng toàn thể qua đường tĩnh mạch, bệnh nhân được lọc máu.
thì những cái nguy cơ nhiễm Candida xâm lấn nó được gom thành những cái thang điểm để giúp chúng ta có thể nhận diện bệnh nhân nhiễm Candida sớm hơn, như là chỉ số khuẩn lạc, như là thang điểm Candida, hoặc là quy tắc tiên đoán. Tuy nhiên vấn đề đối với những cái thang điểm này thì như thế nào? Trong một cái bài tổng quan gần đây, tác giả Antinori có đưa ra một số cái vấn đề mà chúng ta cũng phải chú ý khi chúng ta sử dụng những thang điểm này. Ở đây tác giả đưa ra nhiều những cái thang điểm khác như tác giả như là cái thang điểm Ostrowski hoặc là thang điểm Nebraska. Thì cái vấn đề đối với những cái thang điểm mà yếu tố nguy cơ của Candida là cái độ nhạy cảm, cái độ nhảy thì ở mức độ vừa phải thôi, khoảng từ 60 cho tới cao nhất là cái thang điểm Nebraska lên được tới 84%. Tuy nhiên cái độ nhạy của nó chỉ từ là 60 cho tới 69%. Tuy nhiên những cái thang điểm này có một điều đặc biệt là cái giá trị tiên đoán âm rất là cao. Giá trị tiên đoán âm nó từ là 91 cho tới 99% với lại cái thang điểm Nebraska. Như vậy những cái thang điểm nguy cơ Candida nó có giá trị nhất là ở cái giá trị tiên đoán âm. Về biểu hiện lâm sàng thì nhiễm Candida xâm lấn nó có 3 thể lâm sàng. Thứ nhất là nhiễm Candida máu mà không có nhiễm Candida xâm lấn mô sâu. Cái thể lâm sàng thứ hai là gì? Nhiễm Candida máu có kèm nhiễm xâm lấn mô sâu, nhiễm Candida xâm lấn mô sâu. Và cái loại thứ ba khó chẩn đoán nhất đó là nhiễm Candida xâm lấn mô sâu mà không có nhiễm Candida máu. Thì trong một cái nghiên cứu tại 100 ICU người lớn tại Pháp vào năm 2005-2006, người ta có 271 bệnh nhân được chứng minh là nhiễm Candida xâm lấn. Người ta nhận thấy là 39% bệnh nhân bị nhiễm Candida máu mà không có nhiễm Candida xâm lấn mô sâu. 28% bệnh nhân nhiễm Candida máu có nhiễm Candida xâm lấn mô sâu. Và 32% bệnh nhân nhiễm Candida xâm lấn mô sâu mà không có nhiễm Candida xâm lấn. Và điều chúng ta cần chú ý là thường chúng ta, đối với ICU chúng ta thường vào tuần lễ thứ 2 chúng ta mới nghĩ tới nhiễm Candida. Tuy nhiên cái thống kê lại là cho thấy tới 37% bệnh nhân nhiễm Candida máu nó xảy ra trong 5 ngày đầu điều trị tại ICU. Thì về biểu hiện lâm sàng của nhiễm Candida máu thì chúng ta thấy là nó không thể nào phân biệt được với những cái tác nhân khác gây là nhiễm trùng máu. Nó có thể từ biểu hiện từ sốt nhẹ cho đến đầy đủ các dấu hiệu của suy đa tạng và sốc. Thì trong một cái nghiên cứu người ta so sánh ba cái thể bệnh của nhiễm Candida xâm lấn gồm nhiễm nấm máu đơn thuần, nhiễm nấm máu kèm nhiễm Candida xâm lấn mô sâu và nhiễm Candida xâm lấn mô sâu mà không thèm kèm theo cái nhiễm nấm máu. Thì trong những cái đặc điểm lâm sàng mà khác biệt, ở đây tôi gạch ra vào khoảng 6 cái, thì chú ý nhất là gì? Chú ý nhất là cái bệnh lý có phẫu thuật ở trong ổ bụng. Thì đối với những trường hợp chỉ có nhiễm Candida máu xong không, gồm 107 bệnh nhân, thì có 32% bệnh nhân có phẫu thuật trong ổ bụng. Tuy nhiên đối với những trường hợp nhiễm Candida xâm lấn mô sâu mà không có nhiễm Candida máu, thì cái tỷ lệ phẫu thuật trong ổ bụng lên tới 55%. Và trong 77 bệnh nhân vừa có nhiễm Candida xâm lấn mô sâu, vừa có nhiễm Candida máu, thì cái tỷ lệ phẫu thuật ổ bụng của nó là lên tới 45%. Thì cái mức độ nặng của bệnh nhân mà nhiễm Candida máu rồi sau đó sốc như thế nào? Thì đánh giá thông qua cái thang điểm Abaqi, người ta nhận thấy rằng những trường hợp mà sốc do nhiễm Candida máu nó cũng nặng tương tự như những trường hợp sốc nhiễm trùng khác. Cái điểm Abaqi nó là 32. Và người ta nhận thấy là vào ngày thứ 3 của sốc thì tới trên 70% bệnh nhân nhiễm Candida máu có tình trạng suy đa cơ quan. Và tỷ lệ tử vong ngày thứ 28 đối với những trường hợp nhiễm Candida máu thì cao hơn tới 60% so với 46% bệnh nhân bị nhiễm các cái vi trùng khác. Thì một điểm đặc biệt đối với là những trường hợp nhiễm Candida máu đó là gì? Có thể có những cái sang thương da dạng mũ, có thể rải rác hoặc là có thể tập trung như cái hình ảnh trên màn hình. Và như vậy là gì? Thường trên lâm sàng chúng ta nhìn vào những hình ảnh này, thường chúng ta tưởng là nhiễm tụ cầu hoặc là nhiễm strep chẳng hạn. Tuy nhiên khi người ta sinh thiết những cái tổn thương như thế này, người ta nhận thấy là có tình trạng nhiễm Candida xâm lấn.
Thì đối với những trường hợp mà nhiễm Candida xâm lấn mô sâu, nó có một số về biểu hiện lâm sàng như sau. Thứ nhất là đối với mắt, thì cái tình trạng viêm màng mạch võng mạc nó xảy ra từ 2 đến 26% bệnh nhân nhiễm Candida máu. Vì vậy, cái xét nghiệm soi đáy mắt là xét nghiệm được khuyến cáo khi chúng ta nghĩ tới bệnh nhân bị nhiễm Candida máu. Đối với lại Candida xâm lấn ở đường hô hấp thì có thể nó xảy ra ở thanh quản, khí quản hoặc là ở phế quản hoặc phổi. Thì chúng ta chú ý là Candida phân lập được từ đàm, không bao giờ là cái để chúng ta quyết định là chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm Candida ở phổi. Ngay cả khi chúng ta thực hiện bằng cái phương pháp là rửa đàm hoặc là phương pháp chảy đàm có bảo vệ. Vấn đề thứ ba nữa đó là viêm phổi do Candida nó khác với lạ và số rất là nó không có hình ảnh điển hình. Chúng ta không thể nào mà nhìn vào cái hình ảnh X-quang phổi để phân biệt được. Và cái thứ tư là gì? Chẩn đoán xác định viêm phổi do Candida thì phải dựa vào sinh thiết, mà những trường hợp này thường là những trường hợp nặng, vì vậy là cái việc sinh thiết chúng ta cũng không đặt ra. Và cái đặc điểm đó là gì? Viêm phổi do Candida nó thường là nó thứ phát sau khi nhiễm Candida máu. Và như vậy là gì? Cấy đàm hoặc là cấy rửa phế nang thì có giá trị như thế nào? Người ta phân tích một cái nghiên cứu gồm 36 bệnh nhân bị Candida xâm lấn ở phổi và 110 bệnh nhân bị không có Candida xâm lấn ở phổi. Đây là cái nghiên cứu sau khi bệnh nhân tử vong. Thì người ta nhận thấy là cấy đàm dương tính nó có độ nhạy chỉ là khoảng 85% và đoạt đặc hiệu chỉ có 60% nếu chúng ta sử dụng cái đàm dương tính. Còn đối với lại cái dịch rửa phế nang thì chúng ta thấy có độ nhạy chỉ có 71 và độ đặc hiệu cũng chỉ có 57. Tuy nhiên nó có giá trị tương đối âm tương đối cao là 93 đối với cấy đàm và 89 đối với lại cái dịch rửa phế quản. Còn đối với Candida xâm lấn ở bụng thì như thế nào? Nó bao gồm những cái bệnh lý như là áp xe này, viêm phúc mạc thứ phát hoặc là tái phát, những bệnh nhân bị viêm tụy cấp và viêm đường mật. Và chúng ta cần chú ý là gì? Chỉ có 24%, 18 đến 24% bị nhiễm Candida xâm lấn ổ bụng đồng thời bị nhiễm Candida máu. Do đó cái kỹ thuật cấy máu dương tính có tỷ lệ dương tính rất là thấp đối với những trường hợp nhiễm Candida xâm lấn ở ổ bụng. Những cái bệnh lý nào mà người ta thường thấy thì trong một cái nghiên cứu gồm 481 bệnh nhân bị nhiễm Candida xâm lấn ở ổ bụng thì người ta nhận thấy là gì? Chiếm tỷ lệ hàng đầu lại là phẫu thuật đường tiêu hóa trên, đứng hàng thứ hai mới tới là cái phẫu thuật ở đại trực tràng. Về vấn đề chẩn đoán thì để chẩn đoán xác định chúng ta sẽ dựa vào cấy máu hoặc là cấy dịch vô trùng dương tính hoặc là cấy mẫu mô sinh thiết dương tính hoặc là gì giải phẫu bệnh cho thấy có hình ảnh là nấm đang ở dạng hoạt động hoặc là sẽ dựa vào các xét nghiệm được gọi là non-culture, đó là các cái biomarker như bà là beta deblucan, manang anti manang. Còn đối với lại BCA thì chúng ta có BCA là bình thường và BCA gọi là post culture. Còn không có X-quang thì nó sẽ không có giá trị. Thì chúng ta biết là nếu chúng ta nhìn thấy, khi người ta sinh thiết ta nhìn thấy cái nấm men mở dạng đơn vào thì có nghĩa không hoạt động, nghĩa là không phải cái dạng gây bệnh. Còn nếu như nhìn thấy cái dạng sợi hoặc dạng giả sợi thì có giúp chúng ta chẩn đoán xác định là nhiễm Candida xâm lấn. Còn đối với cấy máu thì được xem tiêu chuẩn vàng, nhưng chúng ta chú ý là chỉ có độ nhạy vào khoảng 50% đối với nước ngoài. Còn các nghiên cứu tự thiết thì cho thấy nó vào khoảng từ 20 đến 70%. Và kết quả nó chỉ dương khi mẫu máu có tế bào nấm ở cái dạng hoạt động. Và nó sẽ âm tính trong những trường hợp nào? Khi cái nồng độ Candida máu quá thấp, khi Candida được giải phóng từng đợt và khi mà cái nhiễm nấm mô sâu nó không có kèm với nhiễm nấm máu. Và kết quả thường trễ, có thời gian trung cấy, kết quả trung bình chúng ta là từ 2 đến 3 ngày. Và để tăng cái độ nhạy lên thì chúng ta phải sử dụng môi trường cấy thích hợp. Và mỗi chai máu như vậy chúng ta phải lấy ít nhất là 10ml máu và cấy mỗi ngày như vậy, mỗi ngày hoặc là ít nhất mỗi 2 ngày và cấy thêm khi bệnh nhân sốt, nó sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ mà cấy dương tính. Thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy là ở những cái môi trường khác nhau sẽ cho chúng ta
kết quả cấy máu ra nấm khác nhau. Đây là cái bát test gồm có ba cái môi trường yếm khí, môi trường kỵ khí và cái môi trường nấm. Thì ở đây chúng ta thấy đối với Candida albicans thì trong cái chai mà hiếu khí thì cái thời gian mọc là 23 giờ, chai nấm đó là 21 giờ. Tuy nhiên đối với Candida plantata thì chúng ta thấy là phải 106 giờ thì trên cái chai cấy hiếu khí nó mới mọc, trong khi trong cái chai nấm thì chỉ cần 21 giờ là chúng ta đã có cái kết quả cấy dương tính. Thì với cái xét nghiệm để sau khi cấy ra để nhận diện sớm cái chủng nấm thì chúng ta có phương pháp Manitot và phương pháp BNI-FIT. Thì hai cái phương pháp này có thể cho chúng ta kết quả trong vòng vài chục phút hay trong vòng vài giờ, và như vậy nó sẽ cho chúng ta sớm cái chủng nấm để chúng ta quyết định điều trị. Còn với cái xét nghiệm biomarker thì hiện nay tại Việt Nam chúng ta cũng chưa có, đó là beta-D-glucan và manan hoặc là anti-manan. Thì đối với beta-glucan thì chúng ta thấy trong phần thầy Bính đã nói nó không có đặc hiệu. Tuy nhiên nó có giá trị trong trường hợp nào? Có giá trị nhất trong trường hợp nhiễm candida xâm lấn mô sâu ổ bụng. Thì chúng ta thấy trong những trường hợp này bệnh nhân bị nhiễm, tỷ lệ nhiễm nấm máu rất là ít, chỉ khoảng 20-28%, và như vậy nó có giá trị giúp chúng ta chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn mô sâu ổ bụng. Không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể sinh thiết được. Còn đối với lại cái xét nghiệm manan và anti-manan thì đây là cái xét nghiệm Việt Nam chúng ta cũng chưa triển khai được. Tuy nhiên nó đặc hiệu hơn là cái xét nghiệm beta-D-glucan. Còn đối với lại cái xét nghiệm mà gọi là lý tưởng nhất hiện nay để chẩn đoán cái nhiễm candida xâm lấn, đó là xét nghiệm PCR. Thì tại Mỹ có một cái xét nghiệm được gọi là chuẩn nhất, đó là T2 candida, chuẩn nhất trên thế giới luôn, đó là T2 candida đã được FDA approve. Thì nó cho kết quả chủng nấm theo từng cặp, như là candida dương tính candida albicans hoặc tropicalis cruzei hoặc pratata, và nó trả kết quả trong vòng 3 đến 4 giờ. Thì ở đây cho thấy là cái độ các nghiên đã được thực hiện rất là nhiều rồi, và người ta thấy cái độ chính xác rất là cao, với cái BBV lên tới 91% và MBV nó là 99%. Thì ưu điểm của những cái xét nghiệm PCR đó là gì? Kết quả nhanh, chúng ta có thể khởi động điều trị sớm, giúp chúng ta chẩn đoán những cái thể khó như là nhiễm candida mô sâu đơn độc. Có một số dạng nó còn giúp cho chúng ta phát hiện được các cái gen kháng thuốc nữa. Thì hiện nay có rất nhiều cái xét nghiệm PCR khác ngoài cái T2 candida. Tuy nhiên nó còn có một cái giới hạn, đó là gì? Chưa được chuẩn hóa. Và quan trọng là gì? Chưa có nhiều cái nghiên cứu để xác định cái giá trị của nó trên lâm sàng. Thì như vậy cái vai trò của các xét nghiệm không cấy quan trọng như thế nào? Ở đây chúng ta thấy có những cái mức độ của nhiễm candida, ví dụ như là colonai, không colonai, colonai mức độ ít, colonai mức độ nhiều và nhiễm candida xâm lấn. Thì chúng ta thấy là các ba mô marker, ví dụ như là beta-D-glucan, manan tìm manan hoặc là PCR tìm cái DNA của candida, thì chúng ta thấy nó chỉ dương tính khi nào mà có tình trạng colonai ở nhiều vị trí, hoặc là nó chỉ dương tính khi mà bệnh nhân bị nhiễm candida xâm lấn, bao gồm nhiễm candida xâm lấn mô sâu hoặc là nhiễm candida máu. Và như vậy là gì? Với bốn cái mức độ điều trị từ dự phòng, định hướng theo kinh nghiệm và theo mục tiêu, thì chúng ta thấy là gì? Những cái xét nghiệm biomarker, những xét nghiệm PCR tìm DNA của candida, nó sẽ giúp cho chúng ta điều trị theo kinh nghiệm sớm hơn. Và kết luận thì tại Việt Nam chúng ta thì cấy máu thì có cái độ nhạy rất là thấp. Cái thứ hai là gì? Xét nghiệm nông câu chờ thì chưa có sẵn. Một số bệnh viện đã triển khai cái PCR, tuy nhiên chúng ta không có được cái kích chuẩn nhất hiện nay là T2 candida. Và việc như vậy là gì? Việc chẩn đoán trên lâm sàng chủ yếu chúng ta dựa vào gì? Một cái tình trạng sốt kéo dài mà chúng ta đã dùng kháng sinh phổ rộng nhưng bệnh nhân vẫn còn sốt. Tuy nhiên cần chú ý là gì? Đối với những bệnh nhân như vậy, nó có thể đồng thời là vừa nhiễm nấm, vừa nhiễm các vi trùng khác. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn.